quý vị, ở vùng núi cao của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, trong những ngày này xã Hua Nhàn chìm trong sương mù và giá lạnh. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều những em nhỏ co ro trong chiếc áo rộng để đi bộ tới trường. Với mong muốn chia sẻ những khó khăn cùng với những em nhỏ ở nơi đây, dự án nuôi em Mộc Châu đã tổ chức chương trình đông ấm cho em tại trường mầm non Ánh Dương với những hỗ trợ thiết thực nhất. Trường mầm non Ánh Dương, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên có 407 học sinh với 9 điểm trường. Nhà ở xa trường nên bữa trưa của các em là những hộp cơm đã nguội lạnh được cha mẹ chuẩn bị từ sáng. Từ khi dự án nuôi em Mộc Châu do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ, các em học sinh ở đây đã được ăn bữa trưa nóng hổi, không phải tự mang cơm đến trường. Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%. Hôm nay những bước chân như rộn ràng hơn, những khuôn mặt rạng rỡ hơn để đón chờ những vị khách quý. Hôm nay chúng tôi vui lắm vì đã được các anh chị tặng những chiếc áo ấm cho con chúng tôi. Mùa đông này các con có thêm áo để mặc, không lo bị rét nữa. Xin cảm ơn các anh chị. Chương trình đông ấm cho em thuộc dự án nuôi em Mộc Châu đã mang đến cho các em áo ấm, cặp sách và cả đồ chơi. Đoàn thiện nguyện đã trao 150 chiếc áo ấm, 10 bình lọc nước, 400 đôi tất và đồ chơi cho các em với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Trong năm 2022, dự án cũng đã dành tặng trên 3.400 chiếc áo ấm cho 75 điểm trường thuộc 3 huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên với tổng trị giá trên 334 triệu đồng. Hôm nay còn nhận được những cái tình cảm của dự án, mang đến những chiếc áo ấm này, những cái bánh kẹo này, rồi là rất là nhiều món quà ý nghĩa cho nhà trường thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi, vui mừng, rất là xúc động. Những món quà thiết thực giúp trẻ em ở Hua Nhàn vơi bớt khó khăn trong thời tiết giá lạnh, đồng thời tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Chương trình là sự hỗ trợ thiết thực nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và điều kiện học tập đối với trẻ em ở những vùng đặc biệt khó khăn. Tới đây thì chương trình Vì Trẻ Em xin phép được khép lại. Quý vị có thể xem lại chương trình hoặc chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi thông qua địa chỉ YouTube và fanpage Truyền hình Vì Trẻ Em VTV1. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ 5 tuần sau.